Thông tin từ báo Người Lao Động, theo bản tin vào sáng ngày 28 tháng 10 của Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và khí quyển Philippines, gọi tắt là Pagasa, bão Lê Ông, tên quốc tế là Công Đây, hiện đang vẫn giữ cấp bão nhiệt đới theo phân loại của cơ quan này và giảm tốc trên vùng biển phía tây Philippines. Sức gió duy trì ở vùng gần tâm bão là 85 km h cấp 9, theo thang sức gió Belfort mở rộng mà Việt Nam sử dụng, giật lên tới 110 km h cấp 11. Pagasa cảnh báo trong vòng 24 giờ tới, công đây sẽ mạnh lên thành bão nhiệt đới mạnh, tức là cấp 10 đến cấp 11. Tùy thuộc vào mức độ gần của bão công đây trong quá trình di chuyển về phía Tây Bắc, các giải mưa bên ngoài của bão có thể ảnh hưởng đến khu vực cực Bắc đảo chính Lưu Dông. Vì vậy, Pagasa cảnh báo sẽ có lượng mưa lớn và gió mạnh nguy hiểm cho đất liền ở khu vực này trong các ngày từ ngày 28 tới ngày 30 tháng 10, đặc biệt là ở tỉnh Batanes, nơi cơn bão dự kiến di chuyển gần bờ biển trong hai ngày 29 và 30 tháng 10. Cơ quan này khuyến nghị việc đi lại trên biển là nguy hiểm đối với mọi loại tàu hoặc trọng tải. Tất cả thủy thủ phải ở lại cảng hoặc nếu đang trên biển thì hãy tìm nơi trú ẩn hoặc bến cảng an toàn càng sớm càng tốt cho đến khi sóng gió dịu đi. Pagasa cũng cho biết công đây đang di chuyển chậm về phía Tây với tốc độ 10 km h và giữ hướng đi này cho đến chiều ngày 28 tháng 10. Xem xét chuyển động hiện tại không loại trừ khả năng nó tiếp tục di chuyển về phía Tây, nhưng khả năng cao là nó sẽ chuyển hướng Tây Bắc vào ngày 30 đến ngày 31 tháng 10. Vì vậy, Pagasa dự báo công đây sẽ đổ bộ vào đảo Đài Loan, Trung Quốc dạng sáng ngày 1 tháng 11 trước khi chuyển hướng Bắc Đông Bắc và hướng đến biển Hoa Đông. Theo báo Dân Chí, trong bản tin vào sáng ngày 28 tháng 10, Cục Quản lý Thiên văn, Điện vật lý và Khí quyển Philippines gọi tắt là Pagasa cho biết khoảng 4 giờ sáng nay theo giờ địa phương, bão nhiệt đới công đây ở cách khu vực Trung Lưu Dông khoảng 840 km về phía đông. Cơn bão đang di chuyển về phía tây với tốc độ là 10 km trên giờ, sức gió 85 km trên giờ, giật 105 km trên giờ. Ảnh hưởng từ bão công đây gây ra tình trạng mưa rông ở các khu vực gồm Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Occidental, Mindoro, Palawan, Bicol, Visayas, Zamboanga del Norte, Surigao del Norte và quần đảo Dinagat. Pagasa dự đoán bão công đây sẽ tiếp tục di chuyển về phía Tây trong vòng 12 giờ tới trước khi trạch hướng Tây Bắc vào dạng sáng ngày 29 tháng 10. Theo cơ quan này, bão công đây sẽ mạnh lên vào ngày 29 tháng 10 và đi qua gần các đảo nhỏ của Philippines, sớm nhất là vào ngày 30 tháng 10. Công đây có thể quét qua Đài Loan vào ngày 1 tháng 11, sau đó nó có thể chuyển hướng bắc đông bắc. Và Gaza cảnh báo công đây có thể mạnh lên nhanh chóng từ chiều nay và ngày mai. Bão công đây xuất hiện ngay sau khi bão Chami đổ bộ vào đảo Lưu Dông của Philippines vào tuần trước, khiến ít nhất 116 người thiệt mạng, 39 người mất tích. Trà My là trận bão gây tổn thất về người lớn nhất ở Philippines kể từ đầu năm. Công đây là cơn bão thứ 12 đổ bộ Philippines kể từ đầu năm và là cơn bão thứ hai trong tháng này. Trung bình mỗi năm, Philippines ghi nhận khoảng 20 cơn bão gây tổn thất về người và cơ sở hạ tầng. Báo Lao động cho biết, tin bão mới nhất của cục quản lý thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines gọi tắt là Pagasa vào lúc 5 giờ sáng ngày 28 tháng 10 cho biết, bão Công Tây, cơn bão mới nhất gần biển Đông vẫn duy trì cường độ nhưng giảm tốc độ di chuyển trên biển Philippines. Tâm bão Công Tây tên địa phương là Leyong đang cách trung lưu rồng Philippines khoảng 840 km về phía đông. Cơn bão mới nhất nối ngay sau bão Trà bão số 6 ở Biển Đông, đang di chuyển về phía Tây với tốc độ 10 km h với sức gió duy trì tối đa là 85 km h ở gần tâm bão và gió giật lên tới 105 km h theo dự báo bão mới nhất của Pagasa, bão công đây sẽ di chuyển về phía Tây trong vòng 12 giờ tiếp theo trước khi chuyển hướng sang Tây Tây Bắc vào sáng sớm ngày 29 tháng 10 với các diễn biến di chuyển hiện tại trong đường đi của bão công tây, các nhà dự báo của PAGASA không loại trừ khả năng đường đi của cơn bão mới nhất gần Philippines sẽ tiếp tục di chuyển về phía tây. Sau đó, bão công tây có thể chuyển hướng tây bắc từ ngày 30 tới ngày 31 tháng 10. Dự báo bão công tây đổ bộ Đài Loan, Trung Quốc vào sáng sớm ngày 1 tháng 11, trước khi chuyển hướng bắc đông bắc đi vào biển Hoa Đông. Mô hình dự báo bão của cơ quan khí tượng Nhật Bản JMA cũng nhận định cơn bão mới nhất do bão Trà cũng sẽ đổ bộ Đài Loan, Trung Quốc vào ngày 1 tháng 11. Theo dự báo đường đi do Pagasa công bố, bão công đây có khả năng quét qua gần khu vực Batanes của Philippines trong ngày 30 hoặc ngày 31 tháng 10. Bão công đây dự kiến mạnh dần lên trong vòng 24 giờ tới và có thể đạt cấp độ bão nhiệt đới dữ dội trong chiều nay, ngày 28 tháng 10. Bão công đây cũng có khả năng tăng cấp trong vánh tức là tăng cường độ ít nhất là 30 hải lý, khoảng 5-6 km/h trong khoảng thời gian 24 giờ. Trước đó bão công tây đi vào khu vực dự báo của Philippines PAR lúc 19 giờ 30 phút ngày 26 tháng 10. Trong bản tin lúc 16 giờ chiều ngày 27 tháng 10 của Pagasa, bão công tây cách Trung Lưu Đông 1.000 km về phía đông, có sức gió duy trì mạnh nhất là 75 km h gần tâm bão và gió giật lên tới 90 km h khi di chuyển về phía tây với tốc độ 20 km h Thời điểm đó, bão công đây được dự báo đổ bộ vào phía tây nam quần đảo Ryukyu, Nhật Bản. Dự báo bão mới nhất về bão công đây của Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp CTVC của Hải quân Mỹ lưu ý, cơn bão gần Philippines có thể đạt cường độ tối đa trong ngày 31 tháng 10, ở cường độ bão cấp 3 trên thang đo Saphir Simpson, với sức gió duy trì lên tới 205 km h và gió giật khoảng 240 km h Dự báo cũng trong ngày 31 tháng 10, bão công đây chuyển hướng về phía Bắc, hướng tới Đài Loan, Trung Quốc, sau đó vòng lại về phía Đông, Việc bão công tây đổi hướng có thể do một áp cao cận nhiệt đới đang phát triển và một rãnh tầng điện ly đang tiến đến phía đông nam Trung Quốc. Theo các chuyên gia về bão, việc công tây đổ bộ Đài Loan Trung Quốc ở cường độ bão cấp 3 là rất hiếm. Theo dữ liệu, kể từ năm 1945, chỉ có 3 cơn bão đổ bộ vào Đài Loan, Trung Quốc, với tư cách là cơn bão cấp 3 trong tháng 10 là bão Nokten năm 2004, Long Quang năm 2005 và Krosa năm 2007. Tin bão mới nhất của Tân Hoa Xã cho hay, để ứng phó với bão công tây đang hướng về Trung Quốc, tỉnh Phúc Kiến ở miền đông nước này đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp, cấp độ 4, với bão công đầy. Bão công đây được Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo sẽ mạnh lên thành bão mạnh hoặc siêu bão. Báo dân chí đưa tin, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới hiện nay đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên đất liền ven biển Quảng Nam Đà Nẵng. Hồi 4 giờ ngày 28 tháng 10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,7 độ vị Bắc, 108,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 39 km h Dự báo trong vòng 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Đông Bắc, suy yếu và tan dần. Dự báo tình hình mưa lớn ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, gió mạnh và sóng lớn ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông còn diễn biến phức tạp. Từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, với lượng mưa 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn hơn 100mm trong vòng 3 giờ. Theo cơ quan khí tượng thủy văn, hiện bộ phận không khí lạnh ở phía bắc tiếp tục tăng cường xuống phía nam, các vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau đều bị ảnh hưởng, sức gió mạnh cấp 5 tới cấp 9. Ông Vũ Anh Tuấn, phó trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trung tâm đang theo dõi sát diễn biến cơn bão công tây ở vùng biển ngoài xa, phía đông đảo Luzon, Philippines theo ông tuấn cường độ bão công tây tiếp tục mạnh thêm và dự kiến sẽ di chuyển về phía tây không loại trừ khả năng cơn bão này sẽ tiệm cận vào khu vực biển đông